Sana. Na. Một trái to đấy, một to đấy. Hết sạch. Trong một rổ. Không phải trong nữa. Rau dệt, rau muống này. Tốt.
không tốt rồi. Lấy bằng này để bị bán luôn. Thank you.
Năm dưa. Vâng, lấy ủng hộ em chị ơi. Có rau muống với dưa luôn. Một cân dưa với rau muống à? Dưa này chị nhặt hay em nhặt đâu? Cái bó rau này 5.000, cái này là dưa 5.000 nữa mình. Xin nhé. Lấy dưa em, lấy dưa của anh đi, có lấy dưa không? Lấy dưa đây nè. Một dưa à? Anh ơi, chọn dưa đẹp một chút đi. Vâng, anh chọn dưa đẹp luôn. Em lấy một cân đúng không? Của em một cân nhé. Anh xin nhé. Anh lấy gì ạ? Lấy một bó rau ạ. Bó rau à? Đợi em chút đã. Anh ơi, thế cho một cân dưa nữa. Một cân dưa nữa à? Vâng vâng, đợi em chút nữa. Anh lấy một cân à? Rồi. Anh lấy cái to này nhé, cái gì đem của anh một cân rau 5.000, một cân dưa 5.000 nữa là 10.000 nhé. Em xin nhé. Dưa bao tiền á? Anh lấy dưa. Dưa của em 1 cân 5.000. Dưa này. Cả bó dưa rau này, có hết luôn. Có không đủ 1 cân rồi. Anh lấy bao em, tiền? Dưa. Dưa này em tặng anh rồi. Anh lấy này em lấy 5.000. 5.000 nữa. Bao tiền đấy? 5.000 anh ạ. Em gửi anh ạ. Xin gà này để trứng à?
Con nào đẻ ấy nhỉ? Thế là con mẹ cái rồi. Đi làm cái tổ đó. Cái còn nhiều ạ. Lấy cái rổ này làm tổ ấy nè. Đi hái cái lá đấy, xong rồi cho vào đây, cho mang ra để đẻ. Chắc làm chứ.